Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang đi trên đường Phan Văn Hớn các bạn. Thì vô tình mình nhìn thấy có hoàn cảnh một gia đình này các bạn. 5 đứa con luôn đi bán vé số. Mà đứa lớn nhất hình như chỉ có 5-6 tuổi gì à. Còn mấy cái đứa nhỏ nhỏ này hình như là chỉ có 1-2 tuổi gì thôi. Thì thấy mấy mẹ con đang bán vé số thì mình mới gọi lại hỏi thăm để chia sẻ cho mọi người biết về có hoàn cảnh này. Ồ, mới có nhỏ xíu này mà đã đi bán vé số rồi ấy chị. Dạ. Là cái này đẻ 51 hay sao vậy? Dạ 51. Ồ. Bé lớn nhất là bao nhiêu tuổi chị? Dạ bé lớn này là 11 tuổi. 11 tuổi hả? Dạ. Ồ, còn bé nào thứ hai? Bé thứ hai là 9 tuổi. Bé thứ hai là bé này à? Đó. 9 tuổi. 9 tuổi. Rồi bé này là bé thứ ba? Bé thứ ba là 7 6 tuổi. 6 tuổi. Dạ. Rồi bé này? Bé này 5 tuổi. 5 tuổi. Bé kia? Bé đó 3 tuổi. Bé đó 3 tuổi. Dạ. Ôi sao đẻ dày thế? Dạ, bể kế hoạch. Bỏ kế hoạch. Rồi cha nó đâu? Dạ, cha đi mần. À, cha đi mần hả? Dạ. Là mình đang ở đâu? Ở nhà trọ, chỗ Phương Đông á. À, đang ở nhà trọ. Dạ. Là ngày nào cũng dẫn 5 đứa đi vậy hả? Dạ. Ồ. Ngày bán được nhiều không chị? Dạ, em bán ngày có 100 mấy à, đủ cho mấy đứa nó uống sữa. À, bán ngày được có 100 mấy thôi, đủ dạ. Cho mấy đứa uống sữa thôi. Dạ. Trời ơi, sao mà đẻ nhiều thế? Ngồi hết vào ghế đi, chú phải thăm xíu con. À, đây nè, đúng. Ngồi hết vào ghế đi. Bé gái, con ngồi vào ghế đi. Con đừng lớn hơn, ngồi kế em á. Ngồi chỉ máu rồi anh luôn. Rồi, còn mấy bé này không đi học hả chị? Dạ, em cho đi học tình thương trên đó. Là có đi học luôn á hả? Dạ. À, con này chú hỏi thăm này, con tên gì? Ngân. Ngân hả? Dạ. Ngân bao nhiêu tuổi? 11 tuổi. À, con học lớp mấy rồi? Lớp 1. Mới lớp 1 thôi hả? À, còn con tên gì? Huyền Trân hả? Huyền Trân mấy tuổi rồi? 9 tuổi. À, con học lớp mấy? Lớp 2. À. Rồi con tên gì? Con Ái Trăng. Ái Trăng. Nguyễn Trân hả? Ái Trăng. Nguyễn Trân. Ái Trăng. À, Nguyễn Thái Trân. Dạ. À, con mấy tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi hả? À, giỏi chứ ta. Con bé này là út đúng không chị? Bé út tên gì? Nguyễn Trọng Tài. Nguyễn Trọng Tài hả? Trọng Tài. Gài hả? Gài. Gòi. Con mấy tuổi? Ba tuổi. Bé kia. Bé này miếng trong cậu. Ủa chị, cho em hỏi là quê mình ở đâu chị? Quê em Vĩnh Long á. Ồ. Là lên đây lâu chưa cơ? Em lên đây mười mấy năm rồi. Lên mấy năm rồi? Là lên là từ cái hồi mình lên đến giờ là mình đi bán vé số hả? Dạ. Rồi ba nó làm gì? Ba nó cũng đi mần hồ bình thường nha. Sợ ba đi mần hồ. Còn là mẹ đi. Đủ ăn à. À, rồi chị tên gì chị? Lê Thị Kiều. Lê Thị Kiều. Dạ. Chị Kiều năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 42 tuổi. 42 tuổi mà 5 đứa con. Dạ. Dữ dằn trời. Này gần như là con mỗi hai bé này là có vẻ là hơi cách hơi xa này đúng không? Dạ. 3 năm này, còn mấy dạ. Bé này là toàn có là 5 cách 5. 51 51. Dạ. À. Rồi mấy mẹ con đi bán vé số ngày được nhiều tiền không? Dạ ngày được có 120 mấy ngàn đủ mua sữa thằng này với này. Đủ mua sữa thôi, còn ba nó đi làm là kiếm tiền là... Còn kiếm tiền đóng tiền trọ. Đóng tiền nhà trọ. Dạ. Rồi mình mướn nhà trọ ở đây bao nhiêu tiền cơ? À, tiền nhà trọ chỉ 6, tiền điện, tiền nước luôn là 3 triệu mấy. Ồ, là 3 triệu mấy một tháng? Dạ. Rồi lấy tiền đâu anh? À, mẹ con đi người thương, người kia thương người ta cho gạo, cho này kia ăn. Có nghĩa là mình đi dọc đường này ai thương là người ta sẽ cho dạ, gạo hả? Dạ 5 ký 10 ký thì 20 ký có. Dạ. Rồi quê ở Vĩnh Long là mình có nhà cửa gì không? Dạ không. Không có nhà luôn. Dạ. Rồi dưới Vĩnh Long mình làm gì? Cũng đi bán vé số nhỉ. À Vĩnh Long là cũng đi bán vé số luôn. Dạ. À. Rồi chú hỏi mấy đứa này sáng giờ mấy đứa ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn luôn hả? Dạ. Ăn cái gì? Bún. Ăn bún hả? Là người là cô cho hả? À cô nó đi học cơ cho nấu cơm tình thương á. À giống như ông người ta nấu cơm từ thiện đấy, người ta cho dạ. Mình
cho mấy bé ăn đúng không? Dạ. À. Ba đứa đi học nè, rồi cô cho ăn, rồi mấy mẹ con ở nhà nấu cơm ăn. Dạ. Rồi cha của nó bao nhiêu tuổi chị? Cha nó 50 mấy tuổi. 50 mấy tuổi, chị 42 tuổi. Dạ. Mình lấy chồng lâu chưa? Dạ lâu. Lấy chồng được mấy năm rồi? À đâu, mười mấy năm á. Không, hai không. Chồng lên đây tới giờ mười mấy năm luôn á. À, hai vợ chồng lên đây là mười mấy năm rồi. Dạ. Xong bắt đầu đẻ là vỡ kế hoạch trên đây mới đẻ đông vậy đúng không? Dạ. Gì con? Ở quê mình cũng không có anh em họ hàng gì hay sao chị? Dạ có mà anh ai mới bằng mới sống ăn ơn nhá. À, có nghe ai làm gì để ăn đúng không? Dạ. À. Có anh ơn em là khổ nhất cực. À. Mình nói là nghèo chứ không nuôi mấy đứa con mình đủ. Có một mình chị là khổ nhất thôi. Dạ. À, khổ mà sao đẻ nhiều thế? Bể kế hoạch á, bốn đứa này em nghĩ rồi bể. Vậy là bể kế hoạch ba đứa hay là mấy đứa? Dạ, đứa đó. À, thằng cu đấy là bể kế hoạch, còn đúng là dự kiến là mình đẻ là bốn đứa. Bốn đứa thôi. À, là thôi thế đúng không? Dạ. Nhưng mà bể kế hoạch. Rồi đông con vậy sao mà chị nuôi nổi? Em cũng bán kiếm tiền nuôi nó chứ sao vậy? À, ráng hả? Ráng bán kiếm tiền nuôi. Rồi đông con vậy chị có thấy khổ không? Khổ. À. Rồi dự tính là có đẻ nữa không? Dạ không, em ngưng rồi. Ngưng rồi hả? Em đặt chồng luôn rồi. À, chứ mà đẻ nữa là sao mà nuôi nổi? Dạ. À. Nói tiền ăn, tiền trọ, tầm đâm, cái gì cũng mua hết trơn. Dạ. 5, 2, 4, 5, mấy mẹ nữa là 6, 6 mẹ con. Dạ. Một ngày đi bán chỉ được hơn 100 tờ lấy số. Dạ. Không đủ tiền cho uống sữa. Không đủ tiền. Rồi ba là làm lương cao không? Mà ba mà ngày có 400 ngàn là đủ đóng tiền trọ. À, ba làm ngày 400 ngàn. Ngày 400 ngàn là nếu mà làm đều thì tháng được 12 triệu. Dạ. Đóng tiền nhà trọ đây còn đủ tiền ăn. Đủ tiền ăn. À, rồi mình dự tính là ở hẳn trên này à, không có về quê luôn hả chị? Dạ không. À, con đi theo mẹ có thấy vất vả không? Hả? À, có thấy khổ không? Kìa. Sao không ở nhà cho mát? Không dám để mấy đứa ở nhà đúng không? Dạ, à. Nhà điện không mà không dám bỏ. À, có nghĩa khi nào có mẹ ở nhà thì mới dám để ở nhà. Dạ. Con đi có thấy mệt không cô? Không hả? Không. Trời ơi, nhiều nhóc, nhiều nhóc. Có đứa nào muốn theo chú về làm con chú không? Không luôn hả? Sao vậy? Về chú cho đi học. Sao ơi, gì vậy? Hai trai, ba trai, hai gái. Dạ. Mẹ nhắn lúc. Đấy khổ quá. À. Rồi mình đi bán vậy là mấy giờ mình về chị? Dạ, em đi bán là mấy đứa nó học là 9 giờ, 8, 9 giờ về nhà. Ủa là bây giờ là một ngày mấy đứa đi học? À, học cuối tháng, ba một tuần học được 3 ngày. Ủa sao học ít vậy? À, cô này nó học dạy có 3 ngày à. Ở là chỉ học thêm thôi chứ không phải đi học trường chính quy hả? Dạ, trường à. Em đâu có tiền đâu cho học tháng 3, đứa 30 triệu không á. À. Rồi con đi học là con biết chữ chưa? Chưa. Chưa biết chữ luôn á hả? Học bao lâu rồi mà chưa biết chữ? Một năm rồi mà chưa biết chữ luôn hả? Biết chung chúc hả? Ôi giời, đông vui. Vậy là bây giờ là ở quê cũng không nhà, không cửa. Dạ. Lên trên đây giờ sống nhà trọ. Dạ. Mười mấy năm trời. Dạ. Đấy nha, gia đình nhà chị này đúng là con mà đông như cái này đấy các bạn. Mới có 42 tuổi mà 5 đứa con. Mình bán được tầm tầm thường mấy giờ mình về nhà chị? Dạ cỡ 8-9 giờ. 8-9 giờ hả? Dạ. Bây giờ em thấy là gần 11 giờ rồi. Dạ tại mấy đứa nó đi học á, em rước á. À, có nghĩa là vừa đi học về đấy đúng không? Dạ. Là ghé rước luôn. Dạ. Rồi chiều mình có đi bán không? Dạ có. Chiều là vẫn đi bán đúng không? Dạ, bây giờ là mình đang chuẩn bị về nhà. Dạ. Từ đây về nhà xa không? Dạ, gần. Cũng gần. Dạ? Cũng gần. Cũng gần hả? Bây giờ ví dụ như em về thăm nhà chị được không? Dạ được. Bây giờ mấy mẹ con đi về nhà nha. Chú đi theo về nhà, chú thăm nhà xíu nha. Dạ. Để mình về nhà xem cái cuộc sống của gia đình chị nó như thế nào để chia sẻ cho mọi người cùng biết luôn. Đi chị, mình đi về nhà đi.
đi về nhà chú hỏi thăm xíu. Con mà đông có này đấy. Nghèo nhóc, nghèo nhóc. Gần gần. Ngày nào cũng dẫn con đi bán vé số mà phơi nắng kiểu này đấy. Mình thử đi về nhà chị xem cái cuộc sống của mấy mẹ con chị như thế nào để chia sẻ luôn. Có nghĩa là sáng nay là chị dẫn 3 đứa đi bán vé số, còn 2 đứa lớn này đi học thêm nè các bạn. Không có được đi học trường mà chỉ đi học thêm để biết chữ thôi. Thì chị đi đẩy con đi vậy để chị đi đón 2 đứa lớn về. Mấy mẹ con cứ lang thang vừa đi phải chở con mà không có đi ra ngoài đường này, không biết không sợ xe cộ hay sao á. Cóng em luôn. Đây là nhà của mấy mẹ con chị đây. Mướm vào cái căn nhà trọ. Từ 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 từ, đừng có xô nhau té ra. Con mở hết cửa ra đi. Trời. Ồ, đưa leo té mấy đứa. Về nhà cái nó mừng. Mình thấy căn nhà này được khoảng độ mấy mét vuông các bạn. Căn nhà này chắc không biết là được 9 mét vuông không. Mấy đứa đi đi theo mẹ bán vé số có thấy mệt không? Không mệt hả? Có thấy khổ không? Không. À. Không được đi học có buồn không? Không. Có mà. Đi học nhưng mà đi học thêm mà chứ đâu phải đi học chính đâu. Mà học 1 năm rồi mà chưa biết chữ luôn hả? À, mới lớp 1 đúng không? Mới học chữ thôi đúng không? À. Đi vô nhà đi. Rồi ba đi làm mấy giờ về mấy đứa? 5 giờ. 5 giờ mới về hả? Ba đi làm gì con biết không? Biết, cha làm hồ. Đi làm tàu hồ hả? À. Ở trong nhà nuôi cả chim luôn hả? Nuôi bồ câu hả? À. Nuôi bồ câu để làm thịt hả? Mấy đứa ở đây có thấy vui buồn không? Không. Không hả? Có nhớ quê không? Không. Không luôn hả? Rồi ở quê là còn ông bà không? Không biết hả? Mấy đứa này sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn luôn á. Mấy đứa này hình như mẹ đâu? Mẹ đâu? Thầy có gì vậy? Có mèo nè. Trời nó đông mà nó nhiều nhóc. Rồi vô nhà đi, vô nhà chú hỏi thăm nè. Quần áo người ta cho ai chị? Ê! Đúng rồi em. Trời ơi, trời ơi. Bao nhiêu đứa nó quậy thì thôi rồi ấy chả. Mấy đứa ngồi xuống chú coi nào. Ngồi sát vào chỗ cái tivi kìa. Ngồi sát vào chỗ tivi, thằng cô này nhìn hiền này. Ngồi im mà. Cô trên đồ đó. Ủa vậy là chị không trông nổi cho đi hết cả đám hả? Cho đi bán vé số cả đám hả? Dạ, em đi theo đó. Mấy đứa ngồi xuống dưới đi chú hỏi thăm này. Ngăn lộn. Anh đi làm mai tối mới về luôn này gì? Dạ. À. 5-6 giờ mới về. Dạ. À. Thấy quản lý mấy đứa này mệt nhỉ? Ừ. Con mèo. Mình lên Sài Gòn chính xác là mười mấy năm gì? 12-13 năm rồi đó. 12-13 năm rồi. Còn ngăn lộn chứ. Mà là từ lúc mà mình lên Sài Gòn đến giờ là mình ở cái nhà trọ này luôn là gì? Yeah. Hay là có đổi ở đâu nữa không? Dạ em bỏ đang ở bên kia, giờ bên kia nó nghẹt hết trơn, em về qua bên đây. À, rồi lý do vì sao mà mình lên Sài Gòn mà không ở quê mình sống? À, ra dưới mặn không được, muốn ra tiền rồi lên đây với mẹ con sống. À. Số ở dưới cũng chậm. Có nghĩa là dưới quê là không sống nổi đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà dưới quê mình không có nhà có cửa gì luôn hả? Dạ. Yeah. Về lúc ở dưới quê là mình ở nhà trọ luôn à? Ở nhà bên bà ngoại nó rồi đi lên đây luôn á.
À, có nghĩa là trước là sống cùng bà ngoại. Rồi bên chồng là còn người thân không? Dạ còn. À. Có hay về quê? Dạ không, em không có về Tết năm nào, em không có về, em ở đây không à. À, bao nhiêu lâu rồi chưa về quê? Em mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm không về luôn? Dạ. Nhưng mà để nhiều chứ. Mình là mở cái khóa gia đình chị. Dạ. Lộn. Bắt lại đi, bắt lại, bắt lại. Chút nữa rồi bắt. Những nhỏ lại đây. Chị ở đây ở bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Đây là mười mấy năm. Dạ. Cái phòng này luôn đó. Không, em về tùm lum hết trơn á. Vậy là trong nhà mình là chỉ có mỗi hai đứa lớn là được đi học thôi. Dạ. Còn mấy đứa nhỏ là cũng chưa được đi học. Con nhỏ này. À. Ba đứa, hai đứa này chưa. Nhưng mà không phải là học chính quy, học trường mà là dạ. Chỉ là đi học tình thương. Học tình thương thôi. Dạ. À, người ta có lấy tiền không chị? Dạ không. Không. Tao thế là hiệp người ta cho học. Không cho đi học rồi về sau lo mấy tương lai nữa làm sao chị? Dạ. Lớn lên mà không biết chữ cũng khổ lắm á. Dạ. Em cho nó học trên đây là từ từ dạy từ từ tới. À. Thế sao vậy chị cho anh học đầy đủ vậy chứ? Còn hai đứa này là chưa đủ tuổi. Còn đó mấy cái này là của người ta xài rồi nó cũ nó cho đó. Dạ, giống kiểu người ta dọn nhà là người ta dư người ta cho đúng không? Bây giờ ngủ. Nói về nhà mình là tối là ngủ hết trên gác hay ngủ cả dưới đây? Ngủ dưới đây không ạ. Có nghĩa cả nhà ngủ dưới đây luôn. Dạ. Rồi trên gác tay sau ngủ. Trên gác là đựng quần áo, đựng đồ luôn. À, trên gác là để đồ, để quần áo. Còn cả nhà là tối là 7 người là nằm ở đây. Dạ. À, mới 42 tuổi mà lấy chồng lúc 31 tuổi lấy chồng. Mà mới có 11 năm. Dạ. Đẻ 5 đứa. Dạ. Ngăn, ngồi đang quăng. Một tầng hồi nữa. Con mẹ của em không ạ? À? Ừ. Mẹ của em không? Vậy là hàng ngày là mấy mẹ con đi, vậy là giống như người ta thấy thương người ta cứ cho... Cho khi người ta cho 5 cái gạo, khi người cho 2 cái, 3 cái chó. À. Nói chung là gạo là không có phải lo đúng không? Không dạ. Phải lo đến ăn uống. Dạ. Người nói lo sữa sùng cho mấy đứa này ăn uống cho sáng nè. Dạ. Ừ, tối gì. Một ngày chi phí cho mấy đứa này hết bao nhiêu tiền chị? 5 đứa này có 70-80 ngàn á. 70-80 ngàn tiền ăn? Dạ. Ăn sáng? Ăn sáng. Ừ. Ngày trưa là về nấu cơm là mấy mẹ con ăn? Dạ. Bếp ga thì có bếp ga rồi mà hết ga chưa tiền đổi nữa. À, hết ga chưa tiền đổi luôn. Dạ. Rồi giờ nấu bằng cái gì? Em nấu bếp ga nhỏ xíu. À, có nghĩa là cái bếp ga lớn này là bếp hết ga rồi. Hết ga. Mấy trăm ngàn một bình chị? À, đâu 400-500 vậy. 400-500 một bình. Dạ. Rồi không có tiền đổi xong bắt đầu là chuyển sang nấu bằng bếp ga mini. Dạ. Ngồi đàng hoàng, chú quay kìa. Lì quá trúng hơn. Quay đã ghé thăm đi bán thu lên. Có nghĩa là những cái lúc mà chị bầu đứa này đứa kia rồi chị ở nhà trông mấy đứa rồi có mình ổng đi làm. Dạ. Cúc quần này nè em cũng đi bán. Ai nói ở nhà ngoài xanh đẻ ấy được. Có nghĩa là giống là mình đi bán là mình dễ đẻ hơn đấy. Dạ. Đúng không? À. Đâu. Răng chị bị sao? Thì sâu ăn hết trơn luôn, mười mấy triệu giờ em đâu có tiền nhổ đâu. À. Mới nhổ được có 2 cái rồi. À. Có bị sâu hả chị? Sâu hơn. Có nghĩa là bây giờ bị gì hả? Hết chưa trơn nguyên hàm răng luôn á. Chưa có tiền đi nhổ. Chưa có tiền đi nhổ. Rồi trong khi mà nuôi 5-6 đứa con như vậy thì chị thấy nó... Cũng vất vả vậy lắm. Vất vả dữ lắm hả? Rồi mà tại mình che chứ dán. Mình ráng hả? Dán kiếm tiền nuôi nó riêng ra rồi. À. Có giờ khổ cực thì cũng phải nuôi con thôi đúng không? Yeah. Chứ biết sao. Giờ em đi yêu cầu em ráng em nuôi mấy đứa này cho mau lớn được rồi. Em không cần cái gì hết trơn. Yeah. Hôm nay là nó nên được nghỉ học. Bữa nay là học bữa nay là chết. Theo như em nghĩ chắc là quần áo của mấy đứa nhỏ này đi đường chắc người ta cho cũng nhiều ha. Chắc khỏi cần mua luôn ha. Người ta cho không mà đâu có tiền đâu mà mua Tết cũng mua cho đứa được con bộ đồ rồi. À. Rồi ba nó đi làm là công việc có đều không chị? Cũng 4 năm nay là không có việc mặn luôn á, ở nhà à. Mới đi mặn lại được 4 năm bữa nay hả? À. Rồi lúc cái thời gian mà chồng nghỉ đấy thì lấy tiền đâu mà sống? Giờ em đi bán em cũng gán mà nuôi không? À. Nhưng mà ổng thất nghiệp rồi biết sao giờ. À. Có thể chồng thất nghiệp cho nên bỏ ráng đi. Yeah. Giờ ổng có mặn lại, giờ ổng nuôi vợ con lại cơ. À. Ngồi xuống nghe nhắn liền, cứ lôi quần áo ra. Ngăn đi. Ngủ im rồi. Đúng không? Nó quậy lắm.
Vì là anh nó quậy lắm đó, mấy anh lại là anh biết đó, nó quậy dữ lắm, em la không nổi luôn á. À, có người mệt quá cũng làm biết la luôn. Dạ. Yeah. Bọn chị cho mấy đứa nó đi từ năm bao nhiêu rồi? Đi bán đi số chung thì... Cũng hai mấy mẹ con đi bán chung mấy năm rồi. Lên cũng mười mấy năm rồi, có lẽ đẻ đứa nào ra là đẩy đứa đó đi bán vé số. À. Đứa này. Chị không làm nghề khác à? Không, giờ mà người khác đâu có ai giữ con đâu đi. Ừ. Vậy là có nghĩa là đẻ ra đứa nào cái đấy mấy tháng là chị đi bán vé số? Tháng nửa tháng rồi. Tháng nửa tháng bắt đầu lại đẩy con đi bán vé số là nó lớn trên cái xe đẩy đó đó. À. Xe đẩy đó nó muốn tàn hết. Mấy đứa sống trên xe đẩy? À, đứa này với đứa này với đứa này. Ba đứa là sống trên xe đẩy luôn. Có nghĩa là đẻ ra được một tháng mấy là bắt đầu bỏ xe đẩy là đẩy đi bán vé số. Yeah. Vừa đẩy vừa chăm con, vừa nuôi con. Bán chú không? Bán chú còn chị không? Chồng chị mà thấy đông con vậy chắc cũng mệt lắm hả? Dạ. Ông cũng gán như sao giờ. Nhưng mà được cái là cũng có con là cũng vui. Dạ. Ngăn. Rồi bây giờ chị có muốn bọn em giúp đỡ cái gì không? Dạ. Muốn anh cho em lấy em cảm ơn nhiệm. À, ý là cho cái gì cho giúp đỡ được cái gì giúp đỡ. Trời, nó quậy rồi, nó mặc áo cho con mèo. Mẹ gì kìa. Trời ơi, mèo. Mèo mà nó lấy quần nó mặc luôn nè. Ơi, quần có anh đâu mà. Chưa có mặc được quần nào giúp đỡ cho chị. Dạ không. Thì em cũng lắm nữa, hai đêm cũng gửi chị giúp tiền mặc quần. Không là 2 triệu rưỡi, gần 3 triệu bạc đó. Quần cũng gác. Tháng là gần 3 triệu tiền nhà. Dạ, tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Có khi nào mà không có tiền đóng tiền nhà không chị? Dạ, có khi thiếu rồi lại với nhằn với nhó. Rồi gán đi kiếm tiền đóng cho bà. À, ôi trời, nó quậy, nó vọt. Dạ. Bà này người ta dọn đi, người ta cho chứ em đâu có tiền em mua đâu. Nó về đến nhà cái là nó quậy banh cái nhà luôn trời. Dạ. Mẹ dính chốt rồi mẹ nè mẹ. Ba này là chén bát là người ta cho giúp đỡ em nhiều hơn đó. Mấy người người ta dọn phòng đi á, người ta cho em gỡ vô chuồng. Đừng quá. Nó mổ đó. Đi không? Đứa thì nghịch mèo, đứa thì nghịch chim. Bắt mèo cho nó một câu vô thôi. Nó bay đó. Bay đó. Sáng giờ, nó giờ mua khô đó, đã cho khô đó, giờ hồi nữa mấy mẹ con nướng ăn cơm. À. Đâu có sáng đâu có mua gì ăn đâu. Rồi bây giờ mình đâu có cơm chưa? Dạ em nấu cơm rồi đó. À cơm nấu rồi, bây giờ là chỉ có nướng khô là tí nó ăn cơm thôi. À. Chút đi bán. Ủa là mình về ăn cơm xong là tí là mình lại đi tiếp à chị? Dạ. À cơm cắm sẵn rồi, bây giờ là cơm nấu rồi còn cái khô nữa hả? Nướng khô là mấy mẹ con ăn cơm mấy con khô này thôi hả? Dạ. Yeah. À. Bếp ga còn không có mẹ đúng. Không có cả ga để đổi nữa. Không có tiền để đổi ga. Là mấy đứa có thường xuyên ăn cơm với khô không? Nhanh lên. Mày biết gì không? Hai đứa bay đi trên ga nè. Nó quay rồi mình chịu không nổi luôn á. Muốn nỗ lực chứ sao ạ? Là nướng vậy là ăn thôi. Dạ. À, là mấy mẹ con ăn cơm ở mấy con khô này. Dạ. Nhẹ, nướng nhiều mà. Nhẹ, nướng, nhiều nhớ, nó nhớ nhẹ hoài. Úc cái đầu vô. Tao đang hồi nó mổ mày đó. Thả mẹ vô nhá, thả mẹ vô luôn nhá. Đứt con mẹ vô nè, đứt con mẹ vô. Cho nó ăn cơm mới khô không thì lấy cái gì để mà có sức để mà đi làm vậy? Mực thì tấm đi. Vậy chín rồi hả? Dạ. Nhanh chín vậy? Mực khô thì mau lắm. À, giống như nó khô sẵn rồi đúng không? Dạ. Nướng như giống. Con thêm yêu tao. Hay là trưa cứ đi tranh thủ xong gần gần đến trưa về bắt đầu là nấu cơm. Dạ. Nấu cơm ăn xong bắt đầu là đi tiếp. Dạ.
Dạ, đi tiếp. Chiều là mấy mẹ con lại rủ nhau đi tiếp hả? Dạ, 5 giờ, 5 mấy, có 14 giờ mấy có. À. Ừ. Ồ, cu ơi, con nghịch cu. Gút nồi cơm đi ngăn, dọn cơm đi ngăn. À, đang chuẩn bị, mấy mẹ con đang chuẩn bị ăn cơm để chuẩn bị đi bán vé số tiếp các bạn. Chưa nào về cũng nên nghỉ ngơi rồi xong mới đi. Dạ. Có khi bán hết sớm, có khi bán trễ. Có khi nào mà chị đẩy mấy bé đi nắng quá mà nó bị bệnh không chị? Dạ. Nhỏ này đang bệnh nè. À, đang bệnh hả? Có nghĩa là giống là đi phơi nắng nhiều quá đúng không? Thằng cô nó hỏi chú ăn không? Bảo chú có ăn. Nè, rồi, đổ lại. Ăn cơm bằng mấy cái hộp, mấy cái hộp cá khô. Còn mấy cái này là sáng đi người ta cho à chị? Dạ. Trong mấy cái hộp này đó. Là hộp cơm sườn hay bún sườn gì đấy người ta cho? Này, bún. Bún cô làm nhà. À, ừ. Bún người ta cho. Rồi, ăn cơm là đúng nhỏ, đúng lớn, ngăn. Đừng ngồi đây nè, chú đang quay kìa. Giờ 12 giờ rồi mà không ăn nữa thì chiều sau đi bán cái số. Nè, con lại đây nè, con ngồi con ăn cái tô này nè. Để chú quay kìa. Này có đúng nhỏ hay gì? Mỗi đứa một con khô. Đưa bốc con khô ăn đi. Con. À nó chia, nó đang chia cho em. Rồi rồi tao hai con. Con ăn nhiều vậy? Cho cũng nhỏ hơn con. Đúng rồi, có rồi. Đủ. Cứ mỗi người một con, mỗi người một con. Đây, ừ, ăn để mẹ vẽ cho. Đây, mẹ vẽ cho. Không sợ, không sợ xương hả chị? Nhà gọi này không có xương đâu, gọi mẹ vẽ. Cho nó ăn cá khô không sợ mắc xương hả chị? Vậy con này. Hay nó ăn quen rồi? Em vẽ xương. Ăn quen rồi đúng không? Dạ. Ở ăn thấy thương không ạ? Tiếng cơm mày đâu? Mẹ có mới con tiếng này. Bữa cơm đạm bạc. Sao người ta cho mấy cái này không ăn chị? Lớn hỏi mới bút còn đó. Thấy khổ ạ. Đẻ đông con quá cũng khổ. Đúng là giống kiểu trời sinh trời dưỡng. Trời ơi. Không nữa. Chị làm bán số chứ đủ trả tiền nhà trọ. Em để em ăn dính lên. À. Dạ. Ừ thôi, thỉnh ông đi bằng cho thêm. Ông đi bằng rồi có ông đóng tiền trọ em nuôi mấy đứa này. Có nghĩa là chồng là phân công ra giống kiểu chồng là đi ba đi làm để đóng tiền nhà trọ. Dạ. Còn là vợ thì đi làm là nuôi mấy đứa. Dạ. Yeah. À, nhưng mà anh đi làm về chắc anh đưa hết tiền cho chị đúng không? Dạ. Ốc lửu rồi. Ốc lửu ngồi chứ ra. Ăn đi con. Con làm gì vậy cô? Con làm gì á? Đưa đây mẹ dĩa cho. Mấy đứa là ngày nào cũng ăn cơm với cá khô hay sao? Hả? Ăn cơm với muối. Ngày nào ăn gì? Ăn cái gì? Muối. Rau muống. Rau muống hả? Có nghĩa cá khô với rau muống hả? Dạ. À. Ôi, ăn cháo luôn á. Ăn cháo luôn á hả? Ừ. Là không có cơm ăn à? Có mà ăn cháo. Để cha nấu cháo. À, cha nấu cháo xong ăn cháo đúng không? Lớn. Mẹ mới ăn đậu muống đây nữa. Nè, mẹ dễ ăn đó, ăn đi. Đó. 5 đứa. Bữa cơm ăn với cá khô. Đưa cho em đi. À, thôi chị ơi, thì hôm nay em vô tình có đi ngang qua đây á, thì em có gặp lại gặp mấy mẹ con. Yeah. Thì cũng mấy đứa nó quậy không được, thằng bé nhỏ là phải đút rồi chị. À. Gì?
Ăn đi. Chào. Em mơ mơ. À, thôi hôm nay em ghé thăm gia đình nha. Thì cũng có tí quà biếu cho gia đình làm quà. Thì em thay mặt anh Hóa ở Thụy Điển á, gửi biếu cho mấy mẹ con 1 triệu làm quà nha. Thì nếu mà có dịp có ai cô chú nào cô giúp đỡ cho mẹ con chị á, thì bọn em sẽ ghé sau nha. Cái tiền này em thay mặt anh Hóa ở Thụy Điển gửi cho gia đình 1 triệu ha. Đây cho em gửi tiền 1 triệu tiền của anh Hóa ở Thụy Điển. Chị gửi lời hỏi cảm ơn đến anh Hóa ở Thụy Điển. Dạ em cảm ơn anh Hóa nhiều, chúc đỡ em nhiều, em mừng, cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Gì vậy? Để mua đồ ăn, đồ uống cho mấy đứa nhỏ nha. Dạ, dạ. Thì nếu có dịp thì em sẽ ghé em thăm sau. Dạ. Thưa quý vị ơi, hôm nay thì mình vô tình có gặp mấy mẹ con chị các bạn. Thì 6 mẹ con ngày nào cũng trăng nắng đi bán vé số như thế này thì thấy cũng khá là tội, cho nên mình cũng ghé qua để chia sẻ về hoàn cảnh của mẹ con chị đến cho quý vị và các bạn cùng biết. Và thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip sau nha. Bye bye mấy đứa nào, bye bye nào. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.